Xin chào các bạn, để tiếp tục series video 5 phút học khai lâm sàng, trong video ngày hôm nay chúng ta cùng nhau tìm hiểu một tình huống liên quan đến ung thư thực quản với nội dung như sau. Một người đàn ông 57 tuổi đến phòng khám vì đau ngực, đau có cảm giác bỏng rát và không liên quan đến bữa ăn. Bệnh nhân sụt 18kg trong 6 tháng qua, ông cho là do mình kén ăn và nhai kỹ thức ăn trước khi nuốt. Ngoài ra bệnh nhân còn mệt mỏi, khó chịu cũng như giảm hứng thú với các hoạt động hàng ngày. Về tiền sử bệnh lý ghi nhận có bệnh lý trào ngược dạ dày thực quản lâu năm được điều trị với ranitidine. Ông hút thuốc lá 20 gói năm nhưng đã bỏ từ 4 năm trước. Bệnh nhân thỉnh thoảng có uống rượu. Tiền sử gia đình, ba của ông mất năm 67 tuổi vì bị ung thư phổi. Khám sinh hiệu bình thường, khám hạch, tim phổi, khám bụng bình thường, X-quang không ghi nhận bất thường. Câu hỏi tình huống đưa ra là bước tiếp theo thích hợp nhất trong xử trí bệnh nhân này là gì với các phương án lựa chọn như sau. A. Nội soi phế quản. B. CT scan ngực có cản quang và không có cản quang. C. Đánh giá dinh dưỡng. D. Sử dụng thuốc lansoprazole và theo dõi trong vòng 2 tháng. E. Xét nghiệm Helicobacter pylori hay là xét nghiệm HP á. F là nội soi dạ dày tá tràng, nội soi thực quản dạ dày tá tràng hay là nội soi đường tiêu hóa trên. Trước khi đi vào phân tích tình huống thì chúng ta cùng nhau ôn lại cái chủ đề lý thuyết của tình huống này liên quan đến ung thư thực quản. Về phân nhóm của ung thư thực quản thì người ta chia thành hai loại, đó là adenocarcinoma và ung thư thực quản, ung thư kiểu tế bào vẩy á, squamous cell. Đối với adenocarcinoma thì nó liên quan đến cái đoạn thực quản nằm ở xa nè. Đoạn thực quản mình sẽ chia thành 3 đoạn, đó là đoạn gần, đoạn giữa và đoạn xa, hay 1/3 trên, 1/3 giữa và 1/3 dưới. Adenocarcinoma thì nó liên quan đến đoạn 1/3 dưới hay là đoạn xa, xuất phát từ hay là phát triển từ cái bệnh lý Barrett thực quản. Còn squamous cell carcinoma là có thể xuất hiện ở bất kỳ đoạn nào nhưng thường gặp ở đoạn gần và đoạn giữa, hay là 1/3, 1/3 trên và 1/3 giữa. Về yếu tố nguy cơ, đối với adenocarcinoma, các yếu tố nguy cơ như là bệnh lý trào ngược dạ dày thực quản không được kiểm soát, bệnh nhân béo phì, bệnh nhân giới tính nam. Còn đối với squamous cell carcinoma, bệnh nhân có hút thuốc lá, uống rượu, sử dụng những cái thực phẩm chứa N-nitroso. Về triệu chứng, bệnh nhân có khó nuốt tiến triển, khó nuốt thức ăn tiến triển từ thức ăn đặc, sau đó chuyển dần dần sang thức ăn lỏng. Có triệu chứng xuất huyết tiêu hóa, thiếu máu thiếu sắt hay là thiếu máu hồng cầu nhỏ nhược sắt, sụt cân. Về chẩn đoán là nội soi sinh thiết, nó tương tự với chẩn đoán các cái ung thư khác ở đường tiêu hóa, CT hoặc PET CT để phân giai đoạn. Và lưu ý là CT hoặc PET CT thì chúng ta không dùng trong chẩn đoán ban đầu, mà chỉ dùng sau khi đã nội soi sinh thiết rồi, hiện ta sử dụng CT hoặc PET CT để phân giai đoạn ung thư trên bệnh nhân. Bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại phân tích tình huống. Bệnh nhân này nghi ngờ ung thư thực quản vì tuổi của bệnh nhân, bệnh nhân này 57 tuổi rồi. Thứ hai là đau ngực kiểu bỏng rát dai dẳng, có sụt cân nhiều, sụt 18kg trong vòng 6 tháng. Có thể có triệu chứng khó nuốt, tuy nhiên là cái triệu chứng khó nuốt cho bệnh nhân này nó khá là mờ nhạt. Mặc dù khó nuốt ở đây là chúng ta sẽ suy luận từ dữ kiện, đó là mặc dù bệnh nhân khai là nhai kỹ thức ăn trước khi nuốt này thỉnh thoảng có thể là một cái phương pháp để giảm cân, nhưng nó cũng có thể là cái tình trạng khó nuốt tiến triển. Hầu hết ung thư thực quản được chia thành hai nhóm là adenocarcinoma và squamous cell carcinoma. Đối với adenocarcinoma thì thường liên quan đến hút thuốc lá và bệnh lý trào ngược dạ dày thực quản, phát triển từ bệnh lý Barrett thực quản. Còn squamous cell carcinoma, bất kỳ vị trí nào trên thực quản nó liên quan đến hút thuốc lá và uống rượu. Để chẩn đoán xác định thì mình sẽ cho nội soi sinh thiết. Lưu ý là cái chẩn đoán xác định này mình sẽ chia theo hai nhóm đối tượng. Trên nhóm đối tượng bệnh nhân trẻ nguy cơ thấp, triệu chứng thực quản không rõ ràng thì có thể sử dụng cận lâm sàng là chụp X-quang thực quản có cản quang với barium. Nhưng mà bệnh nhân trong tình huống đưa ra là bệnh nhân này đã trên 50 tuổi rồi, có triệu chứng cảnh báo như là sụt cân, xuất huyết tiêu hóa, chán ăn, thì có thể chúng ta sẽ trực tiếp cho bệnh nhân nội soi. Còn phân giai đoạn thì sử dụng CT scan hoặc là PET CT. Điều trị thì sẽ điều trị theo giai đoạn đã phân trong bệnh lý ung thư, và chủ yếu là điều trị phẫu thuật trong trường hợp phát hiện sớm. Vậy thì phương án của tình huống này sẽ là phương án F, đó là nội soi đường tiêu hóa trên. Với các phương án còn lại, phương án A, nội soi phế quản. Nội soi phế quản sẽ được chỉ định trong đánh giá bệnh nhân khi mà nghi ngờ có khối u phổi hoặc là bệnh nhân có triệu chứng khác. Bên cạnh cái tổn thương trong phế quản có thể phát hiện trên X-quang, những cái triệu chứng khác ví dụ như là ho ra máu. Trên bệnh nhân này X-quang thì bình thường, cộng với có thể có cái dấu hiệu khó nuốt, biểu hiện thông qua việc bệnh nhân nhai kỹ thức ăn trước khi nuốt.
có thể có hoặc không nha, làm cho chẩn đoán ung thư thực quản có khả năng hơn là chẩn đoán ung thư ở phổi. Đối với phương án C, đánh giá dinh dưỡng được khuyên trên bệnh nhân sụt cân do thay đổi hành vi, rối loạn chức năng nuốt hoặc là không có dung nạp với đồ ăn. Phương án D, BBI hay là thuốc ức chế bơm proton, ví dụ như là omeprazole hoặc là lansoprazole sẽ hữu ích cho những cái bệnh nhân có triệu chứng kinh điển của bệnh lý trào ngược dạ dày thực quản và thất bại với điều trị với các thuốc khác. Tuy nhiên, bệnh nhân này có dấu hiệu cảnh báo của nguyên nhân ác tính, cho nên là chúng ta phải đánh giá các nguyên nhân ác tính trước. Phương án E là nhiễm HB. Nhiễm HB thì nó không liên quan đến bệnh lý thực quản. Xét nghiệm HB được xem xét cho những bệnh nhân có rối loạn tiết axit mà không giải thích được, không có triệu chứng cảnh báo cái nguyên nhân ác tính. Tuy nhiên, bệnh nhân này có dấu hiệu cảnh báo, cho nên là chúng ta phải đánh giá các nguyên nhân ác tính trước. Tổng kết tóm lại trên từ tình huống này, chúng ta sẽ đúc kết được vấn đề gì. Chẩn đoán ung thư thực quản sẽ dựa vào nội soi sinh thiết. Tuy nhiên, việc chọn cận lâm sàng thì sẽ phân theo hai nhóm đối tượng. Nhóm thứ nhất là bệnh nhân trẻ, yếu tố nguy cơ thấp, triệu chứng thực quản không rõ ràng thì sử dụng X quang thực quản có cản quang với barium. Bệnh nhân trên 50 tuổi hoặc là trên bệnh nhân có triệu chứng cảnh báo như sụt cân, xuất huyết tiêu hóa, chán ăn thì cho trực tiếp nội soi sinh thiết. Đó là phần phân tích tình huống liên quan đến ung thư thực quản. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video clip này. Hẹn gặp lại các bạn trong các video clip sau.